bác sĩ thể ứng dụng iShopCare trên CS Play hoặc App Store, tìm kiếm tên ứng dụng và nhấn tải về. Ấn đồng ý cho ứng dụng truy cập vào micro, đăng ký, đăng nhập. Sau khi ứng dụng tải về hoàn tất, bác sĩ hãy nhấn đăng ký bằng cách nhập tên, số điện thoại và mật khẩu. Đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản vừa tạo. Kiểm tra lịch đặt. Bác sĩ có thể kiểm tra lịch đặt khám bằng cách chọn lịch nhận đặt khám. Ở phần này, bác sĩ có thể xem thông tin bệnh nhân cũng như các triệu chứng mà người bệnh mô tả. Nhận cuộc gọi từ người bệnh. Khi tới đúng giờ hẹn lịch, bác sĩ cần mở ứng dụng để nhận cuộc gọi từ người bệnh. Mỗi cuộc gọi khám thường được diễn ra tối đa 15 phút. Nhập kết quả khám. Sau khi phiên tư vấn kết thúc, bác sĩ cần nhập kết quả phiếu khám cho người bệnh theo từng mục: chẩn đoán bệnh, lời dặn, đơn thuốc. Nếu bác sĩ cần hình ảnh minh họa cho thuốc hoặc các vật dụng y tế, có thể sử dụng mục upload để tải ảnh từ điện thoại. Bác sĩ có thể hẹn bệnh nhân lịch tái khám nếu cần thiết. Trả lời câu hỏi trên cộng đồng, bác sĩ truy cập vào mục cộng đồng, chọn câu hỏi và nhấn trả lời. Sau khi nhập nội dung trả lời, bác sĩ nhấn vào ký hiệu 3 chấm ở góc phải để đóng bài viết và kết thúc cuộc tư vấn.